Rồi, xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món lẩu cá thác lát. Thì thành phần cần có là cá thác lát, mình mua thì người ta sẽ làm sẵn ha. Ở đây là có người ta quết sẵn cho mình luôn nha các bạn. Người ta đã nêm nếm nhẹ rồi, thì mình về mình chỉ cần nêm lại cho đậm đà hơn thôi ha. Thì các bạn xem nè, mình ấn vô thử ha, cá thác lát thì nó rất là dai luôn nha các bạn. Đó, người ta quết rồi sẵn rất là dai luôn nha, rồi không dính tay nữa. Đó, rất là ngon luôn. Tiếp theo là ở đây mình sẽ sử dụng nấm đùi gà non và nấm rơm. Thì các bạn thích ăn loại nấm nào thì các bạn có thể sử dụng thêm nha. Thì đặc biệt là phải có khổ qua nha các bạn. Ở đây mình sử dụng 3 trái khổ qua. Còn nước ngọt thì mình sẽ sử dụng là củ sắn, củ cải đỏ và một trái bắp, mình sẽ nấu ra nước ngọt ha. Còn nếu mà các bạn nào mà có mua thịt hoặc là mua xương về nấu ra nước ngọt thì vẫn ngon hơn nha. Rồi kế tiếp là mình sử dụng một trái ớt sừng, nếu mà các bạn không ăn cay được ha, của hành tím, tỏi, ngò và hành lá. Rồi rau ăn kèm theo lẩu thì ở đây mình sử dụng xà lách sâu nha các bạn. Rau thì ăn kèm theo lẩu ngọt thì rất là dễ kiếm luôn. Nếu mà các bạn thích ăn loại rau nào thì các bạn có thể sử dụng thêm nha. Đầu tiên là mình sẽ cho củ sắn, cà rốt và bắp vào nồi. Mình hầm mình nấu với nước ngọt trong vòng khoảng 30 đến 45 phút nha các bạn. Mình hầm càng lâu thì cái nước lẩu của mình càng đậm vị càng ngon nha. Tiếp theo là mình cho cá ra tô, bây giờ mình sẽ đi ướp lại ha. Đây là tỏi, hành tím và ớt mình băm nhuyễn ha. Thì tỏi và hành tím thì mình cho vô phân nửa thôi. Còn ớt thì mình sử dụng nửa trái ớt sừng nãy mình băm ra nha. Mình cho vô một ít tiêu xay nè, hành lá sắc nhỏ. Mình cho vào cá nửa muỗng cà phê hạt nêm, thì dánh cho cá ít mặn, mình cho ít thôi nha các bạn. Sau đó thì mình cho vào một muỗng đường, một muỗng cà phê đường. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Cá thác lát thì mình càng trộn thì nó càng dẻ, càng dai, càng ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một cái bọc nè. Mình sẽ cho cá vào bọc mình nhồi cho dễ hơn, và cá mình nó sẽ có độ dai nhiều hơn luôn. Rồi giờ mình sẽ nhồi như vậy cho cá mình có độ dai trở lại ha. Mình nhồi như vậy là rất là dai luôn nha các bạn. Các bạn cứ làm thử đi nha. Rồi khi mà mình nhồi xong á thì mình để y trong bọc này luôn. Mình chỉ cắt một chút xíu thì mình bỏ vô nồi, thì mình chỉ cắt một chút xíu cái bọc rồi mình nặn ra rồi mình cắt thôi. Mình khỏi cần giò dính tay. Rồi nếu mà các bạn nào muốn giò viên á, tự tay giò viên thì các bạn vẫn lấy ra các bạn giò bình thường nha. Trước khi giò viên thì các bạn cứ cho dầu ăn vào tay thì nó sẽ không dính tay nha. Rồi bây giờ mình sẽ xắt khổ qua ra, mình ngâm vào nước muối. Nếu mà các bạn nào không ăn được vị đắng của khổ qua thì các bạn ngâm vào nước lạnh, nó sẽ bớt đi cái vị đắng nha. Thì mình xắt khổ qua ra như vậy. Nếu mà khổ qua mình già thì mình bỏ hột nha các bạn. Còn non thì mình xắt bình thường, mình lấy hột mình ăn luôn. Thì mình xắt cho hết 3 trái khổ qua ha. Mình ngâm vào nước muối khoảng 15 phút. Còn nấm đùi gà non thì mình sẽ cắt ra như vậy. Nếu mà cây nào to quá thì mình sẽ cắt ra làm hai. Còn cây nhỏ thì mình để nguyên cây. Sau đó mình sẽ cho nấm đùi gà non và nấm rơm và nước muối mình ngâm luôn nha các bạn. Thì ngâm cho nó ra bớt cái độc tố của trong nấm ha. Rồi cái nồi nước hầm của mình cũng được 40 phút rồi các bạn. Bây giờ mình vớt ra được ha. Củ cải thì cũng đã mềm rồi. Thì mình vớt ra hết luôn nha. Mình chỉ lấy nước thôi. Rồi nếu mà các bạn không để cho nước mình trong thì các bạn có thể lược nha. Bây giờ mình sẽ đi xào nấm ha. Mình cho tỏi băm với hành băm vào. Mình giấy vàng vàng. Sau đó mình sẽ cho nấm rơm và nấm đùi gà non vào mình xào ha. Mình xào cho nó thơm lên. Mình chỉ cho vào nấm một muỗng cà phê hạt nêm mà được rồi nha các bạn. Rồi mình xào sơ thôi, không cần xào chín nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho vô nồi dùng của mình luôn nè. Mình cho vào hết luôn. Thì mình lấy nước thì mình chán luôn cái chảo ha. Rồi bây giờ mình nấu nấm cho sôi lên. Tiếp theo là mình lấy bịch chả cá mình cắt một góc nhỏ. Như vậy ha. Rồi sau đó mình nặn ra rồi mình lấy kéo mình cắt. Mình cắt vừa thôi nha các bạn. Cái này mình cắt hơi to rồi. Mình cắt cho đến khi hết chả cá luôn nha.
Như vậy thì rất là nhanh và tiện lợi luôn. Tuy tuy giờ cá thì cắt ra nó không tròn nhưng mà thì là cũng đợi được rồi nha các bạn. Thì các bạn nào mà muốn giò tròn cho nó đẹp thì các bạn giò bằng tay nha. Rồi bây giờ mình nấu sôi lên. Chả cá mình cũng chuẩn bị chín rồi nè các bạn. Nó nổi lên rồi đó. Đó nhìn cũng ngon lắm chứ bộ à. Tuy cái cục chả cá mình nó không tròn thôi. Rồi chả cá mình cũng đã chín rồi. Bây giờ mình nêm nếm lại nha các bạn. Rồi còn thiếu thì mình cho vào 1 muỗng cà phê hạt nêm nè. Chút xíu muối nè. Và 1 muỗng canh đường nha. Mình sẽ trộn đều lên nè. Mình sẽ nêm nếm lại nè. Rồi vậy là được rồi nha các bạn. Nồi lẩu của mình như vậy là ok rồi. Rất là ngon luôn và đậm đà luôn. Rồi công đoạn cuối cùng là mình sẽ nêm một ít tiêu xay. Cho tiêu vô rất là thơm luôn các bạn. Một ít hành lá, ngò và vài lát ớt. Nhìn cái nồi lẩu của mình rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Rồi khi nào mình ăn thì mình sẽ múc ra một cái nồi nhỏ. Mình sẽ trụng rau vô mình ăn nha. Các bạn thấy cái nồi lẩu của mình sao các bạn? Nhìn hấp dẫn không nè? Quá là hấp dẫn luôn chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình múc ra cái nồi nhỏ mình đun sôi lên. Quá sôi luôn rồi. Nhỏ lửa rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho khổ qua vô. Rồi các bạn thấy nồi lẩu của mình như thế nào nè? Cho rau đồ vô thì cái nồi lẩu của mình càng hấp dẫn, đúng không các bạn? Rồi với cái nồi lẩu cá thác lát như vậy thì mình ăn với nước mắm trong kèm theo vài lát ớt nha các bạn. Rồi thôi mình cũng kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn.